Ra rồi, ra ngoài rồi. Đồng qua mi ơi. Ôi ra ngoài rồi. Nè bây giờ. Nhưng mà nó đang ra ngoài ở ngoài mà cũng được tính ngoài. Còn 1 phút 30 giây nha. Xuống đi, chưa thi đâu, lớp 5 chưa thi đâu. Lớp 3 à? Lớp 4 rồi, đúng rồi, lớp 4, xong lớp 4 nè. Bằng như đêm gì ta mẹ hôm nay vẫn là trường rồi. Như lại đem bằng khen gì ta mẹ đến nha. Hôm nay dặn mấy bạn nhỏ đi ăn hàu sữa nha. Hàu sữa gần nè. Hả? Như nói gì? Không bao nha. Hôm nay như bao, như nói như bao ăn kìa. Đó. Trời, hai anh gì kỳ vậy? Chắc cho em cái ghế ngồi tội em tí không?
Hả? Có gì con? Thích ăn gì kêu đi. Không rồi chú. Cho bỏ vàng vô, anh bỏ vàng vô sao? Hai quý à. Đạt ngồi bên này, đã đứng ngồi bên này trên canh nha em. Hả? 3 ký đi. 3 ký hả? Chú ơi cho 4 con hào sống nha chú. Chú ơi đi vô 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 đi kêu luôn hả? 4 ký hào sống. 4 con hào sống. Uống nước gì kêu đấy. Trên ăn nha. Con này ốc. Có đi trên uống 7 ốc. Rồi kêu đây. Uống 7 ốc. Một lon mỹ ốc. Hào chén trứng cúc với hào chén phô mai. Mọi thứ á, một chén này, một chén trước đây hai chén luôn hay là hai chén ăn không à, còn đây là hàu hấp, hàu hấp 3 tí với hàu nướng, hàu hàu làm sống cũng ngon. Mấy đứa hà tí với Đạt ăn ốc khác không? Hả? Có ốc không vậy? Ăn xà lông mỡ hành ăn không? Hàu sữa chiên trứng bánh bột hả? Hai đứa ăn gì nè? Rồi, hay quá. Xin chào bà cô chú đang xem trên kênh Phi Như Official nha. Chào đây. Hành chào đi. Uống nước hả? Hành chào đi. Phải ra. Phải ra. Hành đâu có biết uống hay đó đâu. Tới nè. Tới. Hành đâu có biết uống nước ngọt đâu. Không uống được nhưng mà em không biết đâu. Tối nay dặn không ăn cơm, dặn mấy bạn đi ăn hàu nướng, hàu hấp. Đúng rồi. Đúng rồi mà chú. Rồi đó cho em đi chơi. Rồi. Cho con đi hả? Xíu thôi, đợi thằng đi đổ xíu thôi. Thằng không biết uống đâu, nói đợi thôi được rồi. Đó, cho con miếng rồi đó. Con đâu có biết uống nước ngọt đâu. Không được uống nước ngọt. Đi ăn hải sản. Cái này là ở gần nhà, ở bên Bùi Đình Tý á, số 7 đường Bùi Đình Tý nha, phường 26 quận Bình Thạnh. Hào sữa hấp. Quay Thành mà hả? Rồi Thành nói gì? Thành uống nước hả? Đạt nổi ra. Đinh uống đi hả? Rồi Đinh uống. Vô. Vô. Chỉ có Thành là kêu Đinh uống đi hả? Đâu làm lại coi. Làm lại coi. Đâu làm lại lần nữa đi. Như làm lại lần nữa đi. Cương đi chơi vậy. Nước màu khác rồi. Vô vô cho em vô nha. Xạo nước
ngọt vậy là kêu trà đá, với xạo nữa, xạo nữa. Cũng là cái tính xạo nữa. Giống á. Mình uống nước ngọt thì mình phải kêu nước ngọt chứ sao mình kêu trà đá. Để ra ăn sống được không? Đạt ăn sống không có được đâu, Đạt phải ăn chín. Chị Trí à, Trí muốn ăn sống được không? Đạt ăn sống Đạt ói á. Không, chắc nước cam vô. Ăn mà ăn trà lấy không nè. Bỏ nước tương quay sao mì lên. Còn tí này ăn được em bé thử rồi. Thấy ra coi, thấy ra coi. Ai ơi, ăn vô. Ngon không? Ngon. Ăn được không? Nhai, nhai, nhai đi. Nhai. Không được thì nhả ra, nhả ra luôn nè. Được mà, được mà. Ngon nhắc chăn nha. Đạt ăn không có được đâu. Chùa quá. Tí lớn với chị Như lớn ăn được. Đạt ăn chưa được đâu. Đạt ăn cái chín đi. Cho an toàn. Đang đi kêu nữa. Ăn đi rồi kêu nữa. Nhưng mà ăn cái chín này chứ đừng có ăn cái sống nhiều nha. Ăn thử thôi. Rồi vô với em đi. Vô. Đây là hàu chín này, Đạt ăn cái hàu chín này không? Hàu chín có trứng nè. Ăn cái nào? Nóng lắm. Đợi nó nguội ạ. Không, cái này là hàu chứ không phải là bánh bèo. Hàu, hàu ăn với trứng ăn không? Hàu trứng ăn không? Bí ăn không? Hàu chén ăn với trứng á, chín rồi á. Ăn không? Chắc không? Kêu đây là không được. Mở nha, phí nha. Căn một chén thôi. Rồi. Ông bà cô chú ăn nào. Mở cái gì quên rồi. Đây nè. Cầm vô. Đây coi chừng. Chứ đừng có cầm như vậy, cầm vậy dễ. À chỉ cái cầm như nè. Cái cái. Thì phải cầm vô. Ông bà cầm cái này nè. Đó, cái sẽ có cái mụn nè. Cái gì ta được. Lớn cái đất rồi. Hả? Ngon quá, sao lấy cái cô Trinh mà ngon quá. Cái này của con uống đi. Đúng rồi. Để Trinh ra, Trinh ra miếng xíu thôi nha. Xíu thôi, xíu thôi, thấy thôi. À, xíu thôi. Đợi nó nguội á nha. Đâu 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 bên kia đây, đâu bên kia đây, đâu bên đứng rồi. Rồi. Nè muỗng này, muỗng này. Thầy ba tí nào. Rồi rồi rồi. Không xong ghép hai bàn luôn. Rồi ghép hai bàn lại. Hai bàn. Tách miếng. Đây là hàu, đây là hàu hấp chín rồi nha. Ê, không. Đó đó anh ghép bàn lại. Đây là hàu sữa hấp chín rồi nha. Đây là hàu hàu trứng cút. Chúa cho con thêm một cây dao đi. Cái gì? Dao. Cái này á. Đây là hàu. Nè con ăn trước. Nè Trí xíu cho, Trí xíu cho là bao bánh Trí đi. Trí bao bên bàn tụi con đi. Ủa sao 2-3 ký mà ít gì? Chắc cái này nó nặng lắm thành dứa. Rồi Đạt ăn ngay đi. Nè Trí này, này Như chị cho Trí này đi Như. Nè chị Trí cách ăn. Dữ nè. Con này á. Đạt ăn đi, cái của mình ăn đi. Con dính hai con nè. Ngon quá.
có đúng tay nha. Đạt xin qua cho anh Trí ngồi dữ. Xin thưa mẹ Hào với dính lắm chưa? Ăn đi ha, mình đòi thì mình phải ăn nha. Không có ăn chứ. Cẩn thận dao nha Trí. Bỏ cái dao xuống là bỏ vô miệng chứ. Ăn có dính gì vậy chứ? Bỏ hả? Ngon quá hả? Uống nước mà ngon quá hả? Chị đang không? Ngon không hả? Ngon không kìa, em hỏi ngon không kìa. Con lẻ đi, còn mà hai bạn bạn năm con. Ok được. Hay là nục quá rồi ăn xong chứ. Không, lột con này ăn con đó nó mới ngon, còn nó mới nóng nó mới ngon. Cảm ơn Như. Có một con thôi để cho hai chơi hai tụi con ăn đi. Hai con đi. Quay Thành hả, mệt quá hà, quay hoài hà. Rồi ông kêu quay ổng hả, Thành nè, Thành nè. Hả? Thêm ký nữa hả? Hai đứa ăn hả? Kêu đi, kêu đi. Thôi, con ăn một ký hào luôn. Hào hấp, hào hấp hào luôn. Hấp được, nếu đâu mà
con này nước quá. À, các đứa cho em ly nước của chị Như uống nè. Cùng với lại mấy ơi, có ăn trộm. À, ngon quá. Ngon quá. Tao biết uống là bị đẹp ngon quá. Ngon quá. Ở bên kia bán món gì kìa? Bánh xèo. Bánh xèo vịt. Bánh xèo biển tôm thịt. Hến xào. À, món này là món Bình Định rồi. Rồi, chắc là người Bình Định bán rồi. Gánh quán rồi. Để qua ăn thử thử. Con này trơn quá à. Hai bạn ăn 3 kg, xin thêm 1 kg nữa là 4 kg. Ủa, đây thì ăn thôi. Đạt kêu nước xong nào cô bỏ ly nước ngồi dọc nước. Hả? À quay hành hả? À quay hành. Quay hành rồi, quay hành rồi đó. Xin quay hành rồi á nha. Trời ơi, béo. Ồ, cá đứa uống nước kìa. Đứa lấy nước của chị Nga uống kìa. Mẹ ơi, nước mình ngon quá. Ngon quá. Vô cơm chí cứu luôn. Hai bạn ăn 3 kg. Giờ ăn thêm ký nữa là 4 kg là nữa 2 kg. Chứ không được gì hết. Tí tí còn giàu rồi. No chưa? Hai rồi. Rồi hả? Thành ma. Thành ma rồi đây, thành no chưa? Thành no rồi. Quay không quay cũng không quay được cái xíu. À. Đà không chịu ăn cây cục. Ủa, con nha. Ừ, phải ăn nha, phải uống nước nha. À, anh Đạt uống đi em cho kìa. Trời ơi, em cho thì uống đi trời không. Thôi đút chị Như đi, thôi đút chị Như đi, chị Như uống cho. Rồi. Anh Đạt kỳ quá, em đút mà không. Trời em. Rồi đút chị Như uống. Ăn gì nữa không nè? Đi qua kia ăn bò biết tới không? Ghê thiệt. Hai bạn ăn hết 4 kg hàu. 4 con hàu sữa, 4 con hàu à. 4 con hàu à sống. Thèm. Ăn trang một bữa ăn nữa không? Ăn nổi nữa không? Thèm. Trang một bữa. Hào sữa ở trong kia.